mẹ tôi chết rồi còn mình ông già tôi mà ông môi móc ra hoài chửi á. Tôi nói thẳng với ông thà tôi chết tôi chém ông á, tôi ở tù chứ. Nói thẳng với ông mà nói là tôi không có chịu. Nói vậy cái ổng nói đụ mẹ mày binh á, ông già mày cái ý gì mà mày binh ông già mày đó. Nó từ chỗ đó cái con nhỏ gái nó về nó mới nói nghĩ là cha có vụ cha nói vậy thôi, không có nghĩ là cha ghen cho ngoại, con nghĩ vậy thôi. Ngày nay cha đi lên tới ngoài Nha Trang nói với Điệp là cái lời cha nói vậy là đúng rồi. Dạ, lời nói đầu tiên cho anh em xin gửi lời chào đến quý ông bà cô chú anh chị, và hiện tại anh em của mình cũng đã tới gọi là Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh, nơi căn nhà trước màn hình quý bà cô chị đây là vợ của chú Sương U60 lên trên mạng tiễn vợ như thế nào đó. Nhưng mà trong khi là chú Sương cũng đã chưa có ly dị gì cả, thì hôm nay anh em cũng đến đây và tận mắt và cũng như là xem bà con. Và đây trước màn hình đây là vợ của chú Sương, dạ con chào cô Tuyết. Dạ thì câu chuyện mà chú Sương mà chưa có ly dị với cô đó mà lên tiễn chồng tiễn vợ đó, thì ngày hôm nay con từ anh em con từ trên Sài Gòn xuống đây để xác minh cái sự việc, là con đã làm cái clip đó thì con cũng đã nói chú Sương rồi. Chú Sương là một cái người là chưa có ly dị vợ mà dám lên kết nối yêu thương, thì đó là những anh em kết nối yêu thương là kinh khác. Thì hôm nay là gia đình có nhờ con là làm việc câu chuyện mà chú Sương, thì hôm nay con xuống thì con chào cô nha. Thì sự việc cô có coi được clip đó không? Có Rồi, gây bức xúc á. thì những cái lời mà chú Sương mà nói trên mạng xã hội mà kết nối yêu thương có đúng hay hay không? Không có cái nào đúng hết trơn, không có cái nào mà đúng. Dạ thì theo như những lời gì mà chú Sương trên mạng xã hội mà nói như vậy đó, thì con mời giờ cô Tiết cái nào không đúng thì cô Tiết trình bày lên cho ông cộng đồng mạng biết luôn ha. Dạ, con mời cô. Cũng như giờ nói cái khúc này đi, cũng như là cô á, hồi đó tới giờ ổng mấy ngày bệnh hoạn ổng cũng đi đi lo chứ không phải không lo. Từ ngày mà ổng á là để ý cô Hồng đó tới giờ ổng về đối xử vợ con sau này là nó thẳng ra ổng không có cái đợt đợt mà vợ cô Hồng á, là ổng vác dao mỗi lần nhậu về là vác dao được cô thấy không, lấy cái dao đẩy cái đầu cô vậy nè, đụng mẹ mày trả lời là tao lóc mày đó. Đằng này sợ quá tôi lụm thinh mà mỗi lần nhậu là về là con cháu xách dao giấu hết chạy không khỏi là ẩn quá nè, cái đầu cô giờ u nè hai cục nè đó Mà có thẹo luôn hả? là có thẹo luôn u nè, còn cái đầu nè là ở dưới Cà Mau á, là ổng cắt ổng xỉn vô rồi là ổng cái còn lên cổ cô là đè cắt lóc một miếng thịt là 1 tháng á, là 30 ngày mà ổng vô ổng nghỉ á, là 10 ngày là ngày đó 10 ngày phải đánh vô 1 trận đó. Đó bởi vậy giờ cũng con còn nhỏ rồi suy nghĩ cũng thôi rồi quánh rồi rồi ổng mới ngồi quỳ gối xuống nói bà ơi tôi lỡ rồi từ đây sau tôi không đánh bà nữa đó. Rồi mới từ chỗ đó cô mới thôi nghe chồng con ngọt vậy cái thôi tha tha rồi là tháng sau quất nữa tháng nào cũng vậy tới biết rồi. Ở xóm bà già là bà chị dì Ba Trăm á, bà thấy đánh quá bà mới chạy lại nhà bà cho cô vô trong cái tủ nứt cái chồng. Ổng nói là con đĩ nào mà bất cứ già trẻ mà tỷ chứa vợ ổng là ổng chém chết mẹ hết đó. Từ chỗ đó bánh qua người ta xúi cô có đi đi vô trong mà ruộng mà nhà ta cũng nhóc luôn vô đó mới tắm rửa mấy đứa nhỏ thì chụp ổng nghe được là ổng dặn gạch gạch ống này nè, dặn cô từ trên này dặn xuống chị đây đấy dầm là mấy tháng trời nó rồi á. Vậy mà từ quánh đồ là ổng ngọt ngào cô không thôi được cũng phải gắng chịu đựng nó. Còn con á thì giận á, thằng lớn á hồi đó nó cũng còn nhỏ nó là ổng quánh á, là thương thằng này nè ổng chối tay con á lên dò lên như heo vậy á. Rồi là ở trần ở chuồng ở dưới này ổng đốt lá dừa đó, mẹ cặp bên đây làm chị mà nói thêm ổng một câu nào mẹ đừng có để cho con sống cái nuôi 2 đứa cháu đó. Từ chỗ đó cô cũng mỗi lần phải ổng quánh rồi ổng bỏ thì cô cũng đi được, mà ngặt nó quánh rồi là ổng quỳ gối đó ổng van xin cô mới thấy vậy, cũng tha thứ nhiều đó. Sau này cưới vợ thằng lớn rồi ổng bớt đánh mà chỉ chửi thôi đó. Rồi mới về đây về Cà Mau là không phải là ổng nói là vì thằng này mà bán nhà cũng như mần ghe mà cầu sò
đi ra đi vô ghía rồi hụi cũng hốt rồi cái gì cũng hỏi bật ngày rồi. Từ đó bể nợ ra, cô mới bán cái nhà là 85 triệu mới trả hết. Ở với con ăn dưới nói trời sao mày bán mày không nói tao, thằng tao xin lời cho thằng này sợ chị Ba Hiền á, bà nói thôi mày bán đừng bán mày trốn đi đi rồi mày bằng có tiền gì mày trả anh ta. Thằng này cũng suy nghĩ là bán rồi cũng như là trốn đi á, thì người ta gì á đồn nói bà già nói là vợ chồng xương thiếu nợ trốn đồ này nọ, thôi bán. Nó bán trả hết cho anh ta cũng còn mấy chục triệu về rồi rút cuộc mình câu ruộng hết không còn, còn 3 triệu bạc lên nhà trọ là mần một thời gian rồi cũng đỡ mới gả cho con nhỏ Út á, cũng như nó mần mà công ty gì đó mấy thằng Trung Quốc nó mới thấy vậy nó mới thương nó lên nó coi ngay cũng làm đám làm đồ nữa, cái mới đi về ngoại. Về ngoại mà kiểu hứa cho bà già cho tiền trả nợ đó, rút cuộc à, hứa hoài không cho. Từ cho nó qua Mã Lai nó mần với chị nó thời gian cũng chị em nó gửi tiền về là cách. Cái chuyện mà mấy chị mà đi làm đó thôi mình đừng kể ra, mình nói vị chú Sương thôi. Cô chú Sương có lên chương trình nói yêu thương con mấy bạn á, là con thấy chú Sương có đem theo một cái phần giấy tờ đúng với tờ ly hôn của cô với chú với một cái tờ là tố con trai là hành hung chú là sao cô? Thì giờ là cái giờ bỏ khúc đó đi rồi cái mới về đây. Về đây tiền nhỏ cái ba mua nhà nặng đó cho anh đó, nhà này là nó thẳng ra là nó với em nó không lo không đó. Nói chung là cái mấy cái nhà này là do hai chị con của cô đúng, làm đúng ra có chứ không phải là không tự bằng tay chú Sương đó. Thì để ra rồi hỏi xuống liền coi cái ổng về đây mần gì không, mần động tay cô sáng là nấu nước đem con ra đây nè. Dạ để còn thực tế ra hôm nay là anh em con đã đến đây rồi theo như là con đã hứa với cô đúng không, đã giúp cô đúng. Thì chú Sương nói là con trai chú Sương là người anh thứ hai đúng, là đâm chú Sương với gia đình đánh đuổi rồi chú Sương đó là hoàn toàn là có không, hay có, không có rồi nó cái thằng đó là em ổng đó cũng ghét ổng luôn đó, là em của chú Sương ha đó em á thứ năm ghét mà cái câu chuyện mà chú Sương làm cái lá đơn mà tố con trai chú Sương là nó hành hung chú là cô nó gõ cái chỗ đó tại dần về cũng như là nó đi đóng đáy đó. Rồi mảng nước chủ ghe nói Phương ơi, mảng nước rồi lên anh nhậu. Nói thôi nhà anh chặt quá, nhà em có hai chồng không à. Xuống em, thì nó ngay nó rủ bạn nó cũng cả chục ngoài người. Đó, rồi không biết ổng đi nhậu ở đâu không biết. Ổng nghe cái gì không biết, ổng về ổng chụp vô nhà, ổng đập nhà ơn sao đó. Mà ơn trước là nhóc. Mà hồi đó thì cái đầu nó có tóc, rồi chị bệnh á, nó dái á, nó tạo chọc. Ổng vô, ổng không biết, ổng thấy thằng Phương. Hả? Thì đó đập nhà Phương đập đó làm sao đó, rồi cái ổng lên cho ổng dòm thấy thằng Phương đi, thấy thằng Phương cái ổng sốc nhỏ liền là thằng con á, sốc liền nhờ cộng với nịch để thôi là nhỏ sâu lắm rồi mà sâu được 6 khâu đó. Ừ dập vàng cái tâm luôn rồi, rồi cái nó mới đỡ vậy nè, đỡ ra là nó một dao chỗ này là 4 khâu đó. Rồi á từ chỗ đó cái ổng á mới suy nghĩ mắc cỡ, ổng đi làng ghé nhà Sáu nè, chị cũng nghĩ là ổng giận con rồi ổng đi vòng vòng thôi, chị cũng gửi tiền cho ổng xài 1 triệu bạc, rồi con nhỏ thứ tư gửi cho chị Sáu này là đưa cho ổng 500 ngàn, mình nghĩ là ổng đi vòng vòng ổng về đó thôi, đâu nhà là ổng đi lên chợ lên mạng lên này nọ rồi ôi nó thương rồi đó. Bởi vì từ chỗ đó về đây nè, vì chị đi thành phố á, về là mới có, ở chảnh là 8 ngày là xuất viện về, về đây là ổng nó nghe ổng lợi đó, ổng đỡ cái tay chị ổng xuống với con dâu vô á, thì bữa sau ổng mới nói như này nè, tao không mướn mày nữa, tao mướn người khác đó. Cái thằng Lan á, nhỏ thứ tư nói cha giờ cha mầm đi, cha kiếm tiền á, cha mướn người khác, còn con không phải mướn chị hai, con cho tiền chị hai, chị hai lo cho mẹ con cho tiền. Nó có nhiều đó mà ổng quậy lên ổng chửi nó, rồi cha co chửi nhỏ này nè, chửi thôi là chửi đó, rồi mấy chục nhỏ gái mới cự với ổng, cự là ổng chút xíp giấy tờ ổng đâu hồi nào ổng tập đó, cái xe đập điện của cô bự vậy nè là ổng tập về, cô đi tìm trong này đi thấy ổng vậy cái giấy bằng phán mà đồ ổng lấy hết,
ông tập vô cái cô mới thấy vậy, cô mới giật lại, giật lại là ông hách cô là vô chiếc xe điện thấy không, phải mà hai đứa không đỡ cô là cô đứt chỉ cô chết à. Đó thì con nhỏ này nhỏ tư nó mới nói trời ơi hồi đó giờ mỗi lần cha quýnh mẹ thì mấy đứa cháu điện qua con không có tin, ngày nay con suy nghĩ con mới mà thấy trước mắt là cha đối xử với mẹ vậy, bây giờ con không nhịn nữa, thà con ở tù, con ở tù cho mẹ con thẻ, nó là cha con xung đột, mà nói ngay con nhỏ gái con nó tổ ở nhau, nó cho ông chết đi cho rồi đi cho mẹ tôi thẻ, mẹ tôi sống hồi đó giờ với ông là mấy chục năm nay ông hành hạ cỡ nào mà giờ ngày nay về đây con thiên rồi, cha ơi mẹ bệnh vậy cha đừng có mà hành hạ mẹ nữa, ngày nọ thiên rồi mà cha ngày nay cha đối xử với mẹ vậy, nó ngay nó có bóp cổ thiệt, nó ra là cho ông chết đặng nó ở tù. Nó là từ ngày đó là ổng luyện cái đồ gạt bằng thuốc kìa, bự chạm vô cái giò nhỏ xưng cục gì rồi à. Sao à, con nghe chú Thương nói á, là cái người con trai á là không phải người mắc mà cái người giờ còn á là giác cuốc gì mà ổng nói cái lời đó là chú Thương đã nói ổng đâm con ổng mà trở lại ổng đi nói là ổng mà con ổng đâm ổng là chú nghĩ là ổng sao rồi ừ lật lại đó là cái câu chuyện á là chú Sương lật lại anh hùng con ruột của mình mà chú Sương lại lên lật lại anh em tụi con là lật lại là người con giác cuốc đâu đó thì cũng có nghe đó không có dạ. Đây nè bữa đó cô nằm đó đó bệnh về nằm đó đó nó đi qua thăm nó vô nhà rồi ổng coi camera thấy nói vậy ổng chạy xe về là thằng nhỏ ngồi nghe đó nói chuyện với anh Sáu đó đó có nhiều không đủ má mà về bển nhau nó chém mày chết mày à mày đụng đỉ mẹ mày gì à tao không cho mày qua mà nhỏ qua cô bệnh á đâu dám qua nó mỗi lần thằng này chở qua bệnh á là vợ chồng nó lên trên bệnh viện á chờ trực cô vô nước biển rồi là rồi về chứ nó không dám qua thăm mẹ nó có nhiêu đó qua thăm mẹ mộ mà có nhiêu đó ổng đồ chém chết mẹ chết đồ đó thì hỏi hết cái câu đó là có anh Sáu rồi đó ổng hành hung sao đó đó bây giờ là ổng nói cái vụ mà con ổng là ổng đặt để lợi không đó không có nói chung cộng đồng sớm lắng giềng này là ai cũng biết gì chú Sương là ai cũng biết hết trơn á mà có cái là số người ta không dám sợ biết cái lên á thì mới chiều ổng chửi người ta chửi tục chửi tiểu không à nó bởi vì người ta thương chị là nhiều vừa dữ lắm đó. Nó có nhiều đó. Tôi biết rồi, cho con hỏi cái này thì theo như hôm bữa chị Điệp là con gái Úc ở ngoài Nha Trang đúng không? Là chị Điệp đúng không? Là có gọi cho con là yêu cầu con đăng một cái clip đó thì theo như là kể của chị Điệp á nói rằng là ngày xưa nghe hàng xóm và cô kể lại rằng là ngày xưa ở Cà Mau thì cái người anh mà lớn con lớn trai lớn á là bị chú Sương giống như là lấy lá dừa này nọ đốt em bé luôn. Đốt là đúng có không? Cũng như đốt bọc lên vậy nè, đốt lên nè rồi kiểu mà lá dừa mà rồi cái nó mới thun con cu nó nó thì có cái lời của nhỏ cái Út nói là có, còn cái vụ lấy ông ngoại nó là vậy nè, để cô nói nghe, cũng như là ổng uống rượu về ổng chửi là đụng đỉ mẹ mày ông 25 chửi là ông già chửi mẹ nữa. Rồi em nói ông ơi mẹ tôi chết rồi còn mình ông già tôi mà ông môi móc ra hoài chửi á, tôi nói thẳng với ông thà tôi chết, tôi chết tôi chém ông á tôi ở tù chứ nói thẳng á ông mà nói là tôi không có chịu. Nói vậy cái ổng nói đụ mẹ mày binh á, ông già mày cái ý gì mà mày binh ông già mày đó. Nó từ chỗ đó cái con nhỏ con gái nó về nó mới nói á nghĩ là cha có vụ cha nói vậy thôi, không có nghĩ là cha ghen cho ngoại, con nghĩ vậy thôi. Ngày nay á cha đi lên tới ngoài Nha Trang á nói với con Điệp là cái lời cha nói vậy là đúng rồi. Nó là nhỏ cái Út á nó lên nó nói là mẹ hay gì không, cha ra đây nè, cha giận mẹ ra đây nè, cha nói là ông ngoại lấy mẹ đó. Cái Lan nó đúng rồi, ổng bữa ổng nói ổng tự lộn đó, tao gì á ổng nói tao nghĩ là ổng rượu ổng nói thôi. Nhà ổng ra tới ngoài mày nói là đúng rồi, cái lời đó là ổng nói là đúng rồi đó. Đó một hai nữa dưới Cà Mau chị mới cắt cái chuồng heo không nuôi đó là ba lứa heo rồi, rồi một lứa thứ tư á là đẻ ra 12 con là mới 10 ngày cái nó ỉ chết hết, cô mới bán con heo đó. Rồi mé bên đây thì cũng có dừng, bên đây thì dừng sẵn
cô mới thằng Thương á, nó hồi còn nhỏ nó nói mẹ ơi, con đau bụng quá à, mẹ cho con vô cầu. Tôi nói kìa mẹ đó, mẹ có dở miếng dán lên kìa, con vô để đi cầu đi. Thì ổng có đụ, ổng về ổng đấy đụ mẹ mày, tính là ổng chửi đâu ngoài lỗ thôi, đụ con đỉ mẹ mày, đụ con đỉ. Thế tôi nói ông chửi ai vậy, ông nói đụ mẹ mà tao chửi mày á, mày là con đỉ, mày là con ngựa. Tôi nói ủa tôi làm gì mà ông chửi, em chửi một hơi vậy. Ông nói Thương mà vô mà đụ cho nó tét lồn tao. Rồi cái câu nói này là cậu nghĩ coi là ổng sao mà ổng nói câu nói này. Ổng không nói là ai cô? Là cái thằng bị đâm á, con của cô hả? Con á. Ủa sao nó kỳ vậy? Thì đó chị hỏi ổng, không phải là ổng nói mày lấy thằng Thương hay gì nghe, nói cho ngay nha, mày vô mà đụ nó cho tét lồn cho tao. Nó ổng nói con nói là cậu nghĩ là sao? Ổng nghe với con trai cô luôn. Thì cái ghen không thì biết mà ổng nói vậy đó. Đó, rồi nghĩ sao, rồi từ chỗ đó chị cũng qua làm thinh luôn đó. Rồi ổng mới lá nhà nè chị dừng không, ổng mượn lộp, ổng bỏ ổng đi, ổng đi nhậu mà giá nó 6 giờ rồi, chị còn đóng quần áo, đóng đinh đóng áo quần áo. Ổng nói bà dọn cơm cho ổng ăn. Cái tôi nói dắt này chưa nữa, chưa dọn, chưa nấu cơm nữa mà ông kêu dọn gì, ông đi nhậu không à, nhà mẹ con tôi mần muốn chết. Có nhiều đó, Lan ơi, con bắt gói mì cho cha đi con. Có nhiều đó mà ông chửi ha, nó thiệt, sống với ổng chửi cha mẹ, chửi chị gì đỉ này đỉ nọ, chị không buồn. Mà có cái lôi ông già bà già đó là chị rất là buồn. Nó, chị mới dắt nó mệt, mần nó mệt, chị mới lấy cái búa, nó ngay đi, lấy búa, ông ơi. Ông á trẻ cho tôi cái đầu tôi nè, từ nó chết cho tôi chết đi, là tôi chết rồi ông không còn chửi mẹ cha tôi nữa. Nó ngay ổng không trẻ đây mà ổng đặt ông chị vô cái giò, tao có chừng dở chừng không coi nó nè, cái giò này cho lớn lên đó, đó cái thẹo này là giờ bị teo luôn hả? Teo đó, nó từ chỗ đó mà ổng quánh á thì ổng chửi hoài đi, chị không tức. Mà có cái à, quýnh thôi mẹ chồng ông ngồi, ông quỳ dưới đất á, vuốt vuốt nè. Bà ơi, tôi ở rồi từ đó sao tôi không quýnh bà nữa. Tôi tởn rồi, tôi thương bà đừng bỏ tôi. Từ chỗ đó, đừng bà mà, nghe gì nhẹ dạ, ở riết giờ, về trên này. Mà tại sao ông sung sướng, về đấy ông mầm đồng ngón tay sung sướng, mà tại sao mà ông đưa chị lên mạng vậy? Nhằm á, cộng mạng không biết, rồi nói gì. Thì cái đó người ta không biết đi, ta nói gì cũng không buồn. Mà ở xóm này người ta bức xúc. Đó. Vì đây có nhiều đó rồi, giấy tờ chụp ông lấy mà có giấy kết hôn. Thấy không? Mà chưa thôi. Ổng nè, mới 3 ngày ổng sắp lại đây nè. Cái miếng giấy có chị Sáu này. Giờ tôi thôi bà ký đi. Lương tâm chị còn thương ổng, bởi chị không có ký. Nói ông muốn gì á, 2 tháng đi, tôi đi được á, lên tòa rồi tôi ký. Đó nói vậy đó, là ổng nói tôi hoài, cô dặn cô xé nha, xé ngay chỗ đó, xé bỏ rồi biết là từ từ ổng ngủa con rồi đâm con đó. Rồi ổng lên mạng ổng nói này nó nọ, cô giờ suy nghĩ hết cái thương rồi. Mà chú Sương nói là cô ghen với lại là em thuộc của cô không có. Sao mà chú Sương lên nói đã là... nói cái gì ổng cũng trẻ qua hết trơn, ổng trẻ qua hết trơn. Nói chung là câu chuyện này là do chú Sương lặp lại hết. Là những lời chú Sương lên là những anh em tụi con ghi hình lại là chú Sương nói là không có chính xác, không đúng. Đúng rồi, lặp lại hết. Là những cái hành động của chú Sương mà làm với cô, với con trai của cô như vậy là chính quyền địa phương ở đây người ta đều biết hết. Biết hết. Phụ nữ đâu biết hết trơn. Cho con hỏi cô Tiếp như thế này, con chú Sương này nhậu nhiều không? Thì hỏi sớm này biết, ngày nào cũng nhậu. Ngày nào cũng nhậu chứ. Chú Sương về có bị thần kinh gì không? Không không. Không ha. Tại ổng vậy, ổng muốn nói cho hơn không. Mà bình thường chú Sương mà không có nhậu á thì chú Sương có hành động như vậy như với vợ con không? Cũng như là không có rượu á thì chửi có. Chửi mà chửi không có bậy, chửi mà có rượu vô rồi là chửi tục chửi tiểu không. Rồi cái ngày mà hôm bữa mà cô Tiết gửi cho đoạn ghi âm mà gọi về chửi cho cô đó là như thế nào? Mai ơi, kêu Mai. Không, không, là câu chuyện nó như thế nào á? Tại sao cô chửi cô? Tại vì cô ăn đồ lên nè, rồi cô đồ lên á, dắt đó chửi, đặng cho hơn mà, ông chửi cho hơn mà.
để bắt bắt sáng mai đúng không? Cái hôm mà con hỏi là chú Sương là lên trên Tây Ninh này ở với ai, ở nhà ai, thì chú Sương nói là ở nhà của em vợ, tức là em của cô, có phải không? Vậy nè, em vợ anh vợ vậy đó. À, nhỏ em thứ sáu, nó lên, ổng mới nói đây nè, có em vợ tôi đây nè, vợ tôi rồi đó, cái gì em vợ tôi biết, nó nói anh ba đừng có nói vậy, chỉ là anh quánh chị ba, tôi không dám can, can là tới tôi nữa, bởi vậy sớm kìa người ta kêu chị ba với tôi đi, đi đặng mà có tiền đặng cho chị tôi về. Còn cái chuyện mà chị ba bậy bạ là tôi không có biết. Cái nói là mày binh chị mày nó không, chị tôi chị thiệt mà chị tôi bậy là tôi nói bậy. Đó, nó nói vậy đó, rồi tới giờ cái ổng giận, ổng lên, ổng nói dòng họ mày đồ này nọ xấu xa đồ vậy đó. Chửi luôn dòng họ luôn. Chửi, bởi mấy đứa này đồ cốt giò ổng, lên chợ cốt giò. Nó rồi con Hạnh ở dưới ở chợ nó đây nè. Ổng chối, ổng nói rồi chối, mà chối lên mạng thì sao chối được. Nó mới đưa lại, nó đưa lại là cho ổng coi. Cái ổng mới năn nỉ lại con Quýt. Quýt nói anh nó nói bậy quá à, chửi chị tôi đi này đi nọ tôi không nói. Chị sánh với anh chị tôi là chị chửi tôi không nói, mà lôi dòng họ ra bậy bạ vậy là tôi nói thẳng với anh. Tôi con Hạnh đồ tốt dò ổng đó, rồi ổng cũng chửi lại với con Hạnh. Cái gì mới, ba, mới đem cái đó lên lại cho anh hai nghe đó. Cuối cuộc là ông năn nỉ lại. Nó, ổng nói được, ổng làm lại được, ổng hay lắm. Rồi từ lúc mà con đã hứa giúp gia đình cô, đúng không? Thì con đã đăng 2 clip rồi. Rồi lúc đó, từ lúc mà chú Sương mà có xem được cái clip của con đăng lên á, thì có gọi về cho cô không? Không, chửi không à. Đâu con bấm cái là sao nó có gọi cho cô không hay không? Không, không có gọi. Không gọi sao chửi? Không gọi là chửi. Tại ai gửi ghi âm qua đúng không? Không không, chửi luôn. Tại vì gọi cái gì không hiểu. Hả? Gọi mới chửi được chứ. Không, cũng như là ổng cái số á. Ổng gọi bằng cái số á. À là gọi điện thoại bằng số. Bằng số á, ổng chửi. Thì là con dính. Không bắt máy, nói thiệt. Chị là con dâu của dâu chú Sương hả? Nó lo là đuổi được chị luôn hả? Kìa, yeah, mắc lên. Là cái chị này hôm bữa nuôi cô mà chú Sương đuổi đi đúng không? Về đây dọn dẹp nhà cửa nè, là đuổi. Nói chung là nhà cửa ở đây là toàn bộ là hai người con của cô. Phải là không có chứ không phải chú Sương là lên trên mạng là nói là tự bỏ tài sản khủng này nọ dưới đây để mà đi lập nghiệp, đi bằng hai bàn tay trắng với ôm theo một cái sổ bảo hiểm gì đó. Ổng nói là cái bảo hiểm là có, mà cái tiền hụi á chị mãn rồi, mà bây giờ ổng ôm là 52 triệu, của giờ bà bốn đóng cho ổng là 52 triệu nữa, chị ổng cho cô chị là 5 triệu ăn bồi dưỡng ở nước Mỹ á, rồi rút cuộc rồi về, rồi với tiền cô đưa về nặng đám cho thằng con nè, người ta đi lợi cũng mấy triệu nữa, là rút cuộc ổng ôm đi luôn. Rồi ổng bán một cây mốt vàng á, là ổng bán ổng đi á, là còn 60 triệu ổng mới về. Ổng nói bà ơi, tại vì ổng đi ổng lấy á, mà cô thấy ổng không có nói xấu cô, bởi vì tha thứ cho ổng. Nó rồi về bà ơi, bà cố thằng Cường ở dưới cố miếng đất á, là hai con máy á, là 60 triệu, bà đi cố đi. Tôi nói trời có tiền đâu mà cố. Ổng nói nè, tôi xài rồi còn 60 triệu nè, tôi với bà đi cố, mà chỉ ổng rút. Đó, ông chửi là con đỉ không đó. Rồi ông mới ghi. Ông ghi đã đời rồi, cái giờ ông ra đi, ông nói là kêu thằng này trả 60 triệu cho ông. Ông nói cộng dây của ông, ông bán, giờ ông trả cho ông. Rồi thằng này nói, tôi mới nói nè, mẹ đưa cho con, theo tiền trong túi mẹ móc ra, sau này con trả phải lợi công an, tại vì có nói công an rồi, là đợi lợi công an, chứ mày đưa lợi cho ông là mày 60 triệu này mày trả cho ông rồi phải không? Là nữa mày phải trả 60 triệu nữa cho tao đó. Nó nói là nữa con đưa là tới công an cho mẹ. Rồi khi mà chú Sương nói là chú Sương á là muốn ly dị cho cái cô là 4 lần, nhưng mà cô không có chấp nhận, cái đó đúng hay sai cô? Trời ơi, cả 100 lần rồi, chứ không phải 4 lần đâu. Nhận cái được vài 3 triệu của ông đi, đi dòng họ ông là 5-3 ngày, 5-10 ngày ông đi đã rồi ông về. Cái vài bữa có tiền cái ông đi vậy đó, mấy trăm lần rồi chứ không phải 3 lần đâu cưng ơi. Không, chú Sương nói là cô không chấp nhận
không chấp nhận gì, không chấp nhận ly dị. Thì cô á cũng còn thương ổng là chị à. Cô không có chịu nói ngay đi à. Còn thương ổng là không có chịu, bởi ổng ghét ổng làm gì mà gửi tiền cho ổng xài bên kia. Dạ, nhưng mà cô cũng thương, thương sống vợ thương. Chồng mười mấy mấy chục năm nay rồi, bây giờ á rồi ổng đi nữa, rồi mập mạp nè, ổng bằng gì được đây, rồi bệnh hoạn này nọ, kệ đi vì vụ vì con thôi mà thôi vậy á. Kệ đi, để cho ổng đi cho mà ngoan thả bà ổng đi, rồi thời gian nào ổng cũng về. Bởi cô không có ly dị, sau này là ổng lên mạng lên này nữa nọ là cô làm đơn là thôi. Nhưng mà con hỏi cô này, bây giờ cô còn thương cũng thương không? Không, chửi cô quá giờ hết rồi. Lên mạng nói xấu vợ con quá không tốt. Không tốt. Dạ. Sự việc ở Cà Mau đó, chú Sương nói là cô ngoại tình gì đó. Cái lời đó ổng lật không? Ổng lật, ổng nói ấy không? Nói là cô á là dẫn cái người em nuôi về của chú Sương đó đi vô gần ở. Trời ơi, có nhỏ em thứ cháu nè, để nó nghe. Ổng quánh quá, nãy giờ cô nói đó. Ổng quánh quá đi. Nhỏ em thứ cháu này không dám binh đâu, nó thẳng dòng họ vô binh á là ổng quánh chỉ càng nhiều. Đó, bởi vì xóm ghiền ta nói á, thôi quá trời nó quánh chị mày rồi mày tính sao? Hồi mà lại gầy lộn nghịch á là trong mình không có ngàn đồng nào. Mới chụp á, cái thằng em á cũng ở xóm vậy đó, nó nói á, thôi em có người anh á bằng buôn ở trọng á, giờ em dẫn chị vô trong đó rồi á, đặng là xe lương kiếm tiền về. Rồi mấy đứa em ở ngoài này nó nói chị đi chổng đi lánh mặt đi, rồi á em đi cào á là từng em về em cho chị tiền về bển. Mà ông bắt thằng lớn lại rồi, bắt lớn lại rồi, chị vì con mà để ông có đi ra ghe, chị bắt nhỏ đặng đi vừa ngoài về luôn đó, rồi mới có đi dắt chịu cũng còn sớm. Rồi là chụp con bích á, nhỏ em biết sao á, là nấu cơm chị tắm cho ba đứa này đó, rồi xong rồi là ổng không biết sao hay á, ổng quánh chị bằng thạch tống này nè, đĩa chay đã dầm đó, bây giờ chị nói đó, đĩa chay đã dầm đó, thời điểm đó luôn. Rồi á là nó thẳng ra, hồi đó là nó thẳng chị nói là cũng như tháng 30 ngày là ổng đi ghe là 20 ngày, còn 10 ngày ổng ở nhà mà không đi đó là ổng quánh chị một ngày đó, bể đầu là mặt mày xinh bọng. Còn 10 ngày đó là đánh cô không á hả? Không, đánh một ngày. Ừ. 10 ngày đó là ổng đánh một ngày. Nó ngồi một chỗ vậy quánh là nói thẳng, chân lương còn chưa bằng chị khổ với nó thiệt. Đánh là nằm chỗ luôn, liệt luôn á. Liệt luôn. Quánh rồi gãy giò, gãy cẳng hay gì đó. Quánh rồi nó ngay, ổng cũng lo. Ừ. Chứ không phải là ổng chửi. Phải chửi mình mới giận mình đi. Nhưng mà con hỏi cái thời điểm đó chú Sương có nhậu không? Nhậu. Nhậu dữ lắm. Nhậu vô hả? Rồi nhậu. Cái tấm tình của chú Sương á, nếu mà nãy cô kể á là ghen, ông già ruột rồi ghen thằng trai ruột luôn. Rồi ghen. Rồi cái thời điểm mà cô bệnh tới nay á là rồi hai chồng có quan hệ không? Không, hai bữa à. Rồi ngày thứ ba là ổng đi đó. Ừ. Đó, ngày thứ ba là ổng đi bỏ cô ở đây đó là hết đó, gần lát nữa cô bác người ta biết đó, người ta nói. Hồi nãy cô nói là lâu lâu cái chú Hương hôm vài triệu đi là chú Hương đi đâu cô biết không? Đi vòng vậy đó, con này nó biết nè, cha nó có ghệ nè, con này mà nói cô đâu có tin. Nói mẹ ơi, cha làm như lên mạng á, cha có quen bà nào á, xưng em ngọt xớt à, nó nói mày khùng mày, cha mày già vậy ai thương. Cô nghĩ là vậy thôi, ngày nay là ổng lên ổng là thương cô Hồng là đúng đó. Mấy tháng là đúng đó. Là cô Hồng nó là ở trên mạng luôn. Trên mạng. À có nghĩa là yêu đơn phương đúng đó, không? Đó đó đó. Bây giờ là ổng đi lên đó đó. Còn ở dưới địa phương này á là chú Sương này có quen với ai không? Không có ai hết. Chỉ xem trên mạng tivi này nọ là đi thương đi thầm thương chậm nhớ, xong rồi ông ra lên Sài Gòn này tiễn vợ. Đó tiễn vợ. À, trong khi là mình chưa có ly dị á mà dám lên cầm lên cái nối yêu thương, và không biết có những cái kênh nào mà dám kết nối yêu thương nó mới ghê chứ. Thì hôm nay cô nghĩ là lần này là chú Sương đi cũng giống như những lần trước thôi. Đúng rồi. Không nghĩ là chú Sương mà dám lên chương trình là nói như vậy. Dạ. Yeah. Nghĩ là cũng như ổng giận rồi ổng đi vòng họ rồi cũng như mỗi lần vậy thôi. Rồi cũng gửi tiền cho ổng xài đồ này nọ. Đâu có nhà là đợt này ổng đưa lên là y lời con dâu nó nói. Nếu mà mình chưa kết hôn mình đã sai rồi. Ừ. Mà trong khi là lên kết nối yêu thương mình lại bôi xấu vợ con mình ở đây nữa. Ừ. Đó là một điều mà thật sự ra là không chấp nhận được. Ừ. Bây giờ mà nếu mà chú Sương về đây mà xin quay lại với cô chấp nhận không? Không quá rồi. Đúng rồi, giờ nói, bỏ đi bỏ.
cho hết đau khổ đi. Nếu mà đi kết nối yêu thương thì con không nói gì cả, không, nhưng mà lên bôi nhọ, muốn nói xấu cô này nọ. Đúng rồi. Chứ vợ con nữa. Cái giai đoạn ban đầu mà cô coi được cái đạo lý mà chú Sương lên nói về cô như vậy á, cô có buồn không? Bức xúc lắm. Dạ. Mà ổng nói vậy mà ổng nói ngay mặt cô là cô đâm ổng liền. Nó thiệt hả? Đâm luôn á. Tại sống mấy chục năm nay mà ổng đối xử với chị nói xấu vậy là tức là phải đâm rồi. Dạ. Ừ. Tại vì cũng phải là nếu mà ổng thương nhờ nó cũng còn tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm đó cô. Đúng rồi. Rồi chú Sương lại lên tiền nói cô như vậy. Phải mà ổng lên á, ổng đi lên thời gian nào ổng có vợ á, ổng dẫn về đây cô cũng không nói gì luôn, kệ mình hết duyên hết nợ rồi. Mà ngày nay là ổng làm cái kiểu ổng lật lại hết, cái gì ổng cũng lật lại, ổng nói xấu là nó thiệt hết rồi, không còn thương nữa. Bé uổng á, uổng triệu bạc luôn á, uổng luôn á. Là lúc mà lên Tây Ninh là cô gỡ lén lúc gỡ cho chịu xài luôn. Không, về đây ở đây nè, ổng vòng đây tới gần 2 tháng hả má. 2 tháng không mới đi, nó ngay rồi mới thấy vậy gửi, đặng cho ổng thời gian nào đặng ổng quay trở về. Yeah. Mà nó ngay ổng đợi chị là kêu ổng về mấy lần rồi, kêu ổng về là ổng về không à, ông ơi ông đi đâu, ông về đi, ông nhậu biết ông bệnh chết luôn á, ông về đi, là mấy lần cô kêu vậy, thấy không? Rồi lần này là ổng rủa với ông đâm thằng nhỏ đó, đâm lén đó, từ chỗ đó cô không kêu nữa, không kêu, kêu để ông lừng. Bữa đó nhỏ dâu nó, chị ba ơi, kêu anh ba về đi, ổng ngày nào ông nhậu 2-3 ngày, 2 ngày, vùi bu hì hì hết trơn á. Cô kêu, chị kêu về đi để ổng ba chết đó, mà ông Trường ổng không sợ, mà anh ba chết trong nhà em là em sợ lắm. Đó, mới kêu, chẳng luôn, có mấy đứa em nhóc luôn, ông ơi về đi, con cái mà nó nói vậy thì thôi đi, bỡ giận gì. Đó, kêu cái giờ ổng ra đi, ổng nói vợ tôi kêu về, tôi còn không thèm về nữa. Đó, ổng nói vậy đó. Mà rồi sao, tự chứ. Sao chú đi á, nếu mà vậy chú đi ra ngoài ở mà giờ sao chú lên Tây Ninh mà lại ở với lại cái người còn chèo với người gái là sao con? Cũng như là người anh thứ hai là một cha mà khác mẹ. Đó, ổng mới lên đó là nói thẳng nhỏ em thứ sáu nó điện về, nó nói chị ba ơi, anh ba được mớ tiền đó, là anh hai á mượn. Bây giờ dầu anh hai, anh ba có nói gì nữa, anh hai cũng làm thinh. Nó anh hai không ấy. Rồi bữa đó mới xin số điện cho anh hai. Nói ông Sương nói vậy đó, rồi anh hai tin không? Nói anh không tin. Mà bây giờ nói thì không nói được. Nó còn quýt nói vậy, ông mượn nhóc một đống rồi ông nói gì được. Nó bây giờ nó thẳng ra là em á, ông kêu em á là chị không có. Mà giờ phải bắt buộc em phải nói có, em không bao giờ, chị của em cái gì là em nói cái này. Nó rồi từ chỗ đó nhỏ này đuổi ổng, cũng như là đó nó ở cái nhà đó, rồi nó có tiền đó, rồi mượn chị hai mượn hoài mà không trả, rồi tới quét cái sân mà con mèo chửi con chó vậy đó, nó buồn nó đi mướn nhà trọ khác, nó giao lại cho ổng ở đó. Sau này ổng lên mạng ổng nói là dòng họ đĩ này đĩ nọ vậy đó, rồi chửi chị vậy đó, em đuổi ổng. Bây giờ ổng không ở đó, ổng đi ở đâu rồi, nhỏ em nó nói vậy, bây giờ em đuổi vậy, em cho ở. Cô hồi nãy con có nói là chú ghen với con ruột mình là lý do là chú ghen con. Thì dụ mà chị đi cầu hồi nãy đó, chị nói là mà ổng không nói là ổng ghen nhau. Ổng nói là Hương mà vô mà đủ bả cho té lồn coi cho tao. Nó thì ổng nói vậy đó, là cái câu đó là ổng không nói ghen mà ổng nói vậy đó. Nếu mà bây giờ chú Sương mà xem được cái video này, cô có là